Hiện tại em đang sinh sống và làm nông ở Đắk Lắk. Thì công việc chính của em là làm nông. Trước đây thì em có làm giáo viên cấp 3, tức là giáo viên dạy toán cấp 3. Hiện tại em đang nghỉ việc và làm nông, là trồng cà phê và trồng sầu riêng. Thì em đã theo thầy được khoảng 1 năm, tức là xem tất cả các video của thầy. Không phải tất cả mà xem tất cả những cái live stream mà thầy có live stream thì em có hay xem. Và học hỏi thì em học từ thầy khá là lâu rồi. Thì học YouTube và đã kiếm tiền được từ YouTube. Em cũng đã hướng dẫn cho khoảng 3-4 bạn. Hiện tại đã đủ 3 bạn đã bật được kiếm tiền và một bạn đã đủ điều kiện dư sức, dư giờ. Thì cái chủ đề của em là chủ đề game. Bởi vì thầy nói rằng là hãy làm cái gì mình có thế mạnh nhất. Thì em đã chọn chủ đề game để làm và bật kiếm tiền rất là nhanh. Thì em cũng có làm vlog. Thì hiện tại em đang làm kênh thứ hai, thì sẽ làm vlog hướng dẫn nước ngoài để cho người nước ngoài xem. Và một kênh nữa là để bán hàng, tức là vlog chia sẻ cuộc sống của mình hàng ngày để bán hàng. Đó là mặt hàng cà phê của Đắk Lắk và bơ sầu riêng của Đắk Lắk. Đấy là mục tiêu của em. Còn về các công cụ thì em cũng chưa mua được cái gì nhiều. Hiện tại em chỉ có một cái điện thoại. Còn máy tính thì hay hỏng cho nên là làm chưa được tốt cho lắm. Và khi em làm việc thì em hay dùng cái giấy này để nốt lại những công việc mình cần làm. Và rất vui là được đi vào group để có được cái tư duy tích cực và có thể cùng nhau học tập thầy và nhận được lửa từ thầy. Cảm ơn thầy.